Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Nhân danh nước và nhân dân tỉnh Bình Phước. Chiều tối 25 tháng 10 năm 2019, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt Điểu Phong, 29 tuổi, mức án tù chung thân về tội giết người. Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 9 tháng 10 năm 2011, sau khi cùng một số người uống rượu tại nhà bà Thị Kép là bà ngoại Phong, sinh năm 1940, tại xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, do say rượu, Phong đã ói ra nền nhà bà Kép và bị bà này chửi. Bị bà ngoại chửi, Phong sang nhà Điểu Trúc cách nhà bà Thị Kép khoảng 200m để ngủ. 4 giờ sáng ngày 10 tháng 10 năm 2011, Điểu Phong thức dậy đi vệ sinh rồi vào nhà bếp tìm nước uống. Tại đây, Phong nhìn thấy một con dao màu đen dắt ở vách bếp nên nảy sinh ý định giết bà Kép vì đã chửi mình. Tại nhà bà Kép, Điểu Sớm là anh rể của Phong, cũng là cháu rể của bà Kép, thức dậy đi vệ sinh thì nhìn thấy Điểu Phong đang ôm cổ bà Kép. Tuy nhiên, Sớm tiếp tục đi vệ sinh rồi quay vào giường ngủ. Phong đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng bụng, ngực của bà Kép rồi chạy xuống suối rửa dao vào tay chân. Sau đó, Phong chạy về nhà Điểu Trúc để con dao lại vị trí cũ và đi vào giường. Do bị thương nặng, bà Thị Kép đã chết. Vì không tố giác hành vi phạm tội của Điểu Phong, Điểu Sớm đã bị tuyên phạt hơn 17 tháng tù giam.